Thật đáng buồn vì chỉ mới đầu năm học một thời gian ngắn nhưng đã xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Cụ thể, một nam sinh lớp 11 đánh nam sinh lớp 10 trọng thương do mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bình Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cùng cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9, trong giờ ra chơi, nhóm của Nguyễn Hoài Anh, học sinh lớp 11 TN7, trường Trung học phổ thông Bù Đăng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Trần Thành Đạt, học sinh lớp 10A8. Trước cùng ngày, khi quả anh tăng học ra, thì bị Đạt cùng một người tên Bảo, bạn của Đạt, chưa rõ lai lịch, chặn lại trước cổng trường. Tại đây, Đạt và Bảo lao vào đánh liên tiếp, khiến nạn nhân gục ngã, bị đa thương tích, chảy máu nhiều ở vùng mặt. Sau đó, Đạt và Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường. Quả anh được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng đa chấn thương. Hiện công an thị trấn Đức Phong đã mời Trần Thành Đạt lên làm việc, đồng thời xác minh làm rõ đối tượng tên Bảo để xử lý theo quy định của pháp luật.